Đúng rồi, chưa xong. Nếu ai cần giấy đấy, có xe như ông nào có cần quân là trên xe thôi. Cô ta đéo quay được, cô không quay được. Có cái tờ giấy chắc chắn con làm mà con cũng là bao nhiêu mấy cái tuổi đầu cũng làm một đời con nữa. Công an mang giả dân là không một cái giấy tờ gì, không có lý do vì sao chết. Và trong khi đó bây giờ là chụp phim là đạn nằm ở trong đầu, mà công an mang giả là không có một cái lý do giấy tờ gì, họ là làm sao mà chết. Hiện tại bây giờ là không có giấy tờ gì cả, và công an không có ai đến ở đây cả. Đấy, anh em cứ chia sẻ Facebook bạn nào. Con người chứ có phải là đâu là phải có bóng đâu mà bây giờ tung đi đâu thì tung, nôi đi đâu thì nôi. Thứ nhất là chủ tịch ủy ban dân huyện và chủ tịch ông trưởng coi là công an huyện ra đây giải quyết.
Nếu không thì cứ đi cho ông huyện luôn. Thôi đi thôi, ta phải đi thôi chứ không thể đáng được. Đứng trên đây xem này. Để coi như vậy là mẹ toàn thì coi như vậy dân biết cái gì mẹ nó bọn như này. Giờ cầm thúng bắn dân này chứ không. Ờ đúng rồi, bao cái bản làm gì gì đấy. Bản đâu? Đây đây đây. Bao cầm cái bản đâu mà. Cái bản mới ra cầm đấy. Cái bản vẫn ở trong xe. Ôi nó cầm ở đây. Ở trong xe đấy. Bao nhiêu bao nhiêu? Mở cái kính ra. Bản thôi. Bản thôi. Đây là đúng vậy hả? Đưa ông Phạm. Giỏi rồi, chơi cái bán này được. Nhìn giấy. Quay đấy. Đây này, quay cái biên bản lại thế nào? Biên bản đây ông quay ai? Biên bản giao giao tử thi. Hồi cái gì? Hồi giờ không có. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018 tại nhà đại đây này, cái biên bản người ta đây là công đọc này. Này. Anh nghiêm xong thì chúng tôi tiến hành bàn giao thi thể. Đã xong đâu mà tiến hành được đâu. Ừ. Chưa xong là nó phải đầy đủ hồ sơ giấy tờ. Mà nguyên nhân chết như thế nào? Đúng rồi. Không cho nguyên nhân chết như thế nào? Đây người ta đang yêu cầu cầm cái biên bản này đi đây. Để sao? Không lưu quyền. Đây cái thằng chú anh. Chú ý chú ý. Đây kia nhỉ? Để đầu tiên là trừ cộng hòa trước. Ra được cái đằng sau. Không thối được, bây giờ máy ướp lạnh đây. Không, bây giờ mình chưa cho vào máy ướp lạnh được. Nhưng mà mình cho ăn sao được? Người ta đã bàn giao mình nhưng mà cho vào làm gì? Mùa này không sợ. Ở đây mỗi đồng chí quân quay đi rồi. Bà xe ở đây bỏ cho dân chúng tôi. Nhận được rồi. Làm cho tao về. Quay cho mang về giá mình. Giờ giết người xong giờ mang về đây giá này thì kéo ai chẳng là giết được. Gà mãi mới cái đủ to đấy. Không ở đâu. Giết người trong đó có mang người. Ủi, người đúng thôi. Người đúng thôi. Người đúng chết lý to luôn. Sao lại thích ủi, thích ủi gì được? Cái thế là không biết tờ thế thì nào. Cá không biết tờ không thế. Các ông bây giờ bán sao? Nói chung không thấy người ra nên ông tôi đi mất trong giờ này. Rõ rã ra. Không được nhận người rất. Nó phải đoán ra về nhà mình đi cho. Tôi không nhận người. Mà đây rõ ràng là người ta coi như vậy là mẹ bàn giao coi như vậy giấy tờ cái thứ vậy các thứ. Giờ mỗi tờ giấy trắng thôi chứ. Anh nhé, chẳng lưu loa nên cho dân người ta biết giáo dân cứ tổng nhiên bế. Mà người dân bốt đồng quanh không lưu loa nên. Bắn con người ta đang là... Công an bắn trên người. Công an bắn trên người à? Chó rõ như thế mà bây giờ chó chúng tôi trình bày rõ là con thân nhân chúng tôi chết vì lý do gì? Vì đây là con viên đạn rồi, viên đạn của các anh cảnh sát bắn rồi. Thế vậy thì con tôi như thế nào? Đấy cháu cứ ghi vào cho người dân đi. Cháu ghi ghi vào nó bắt đầu. Tôi và con tôi như thế nào mà bắn chết? Đúng rồi, bây giờ không phải có án có chứ không vô tội này chứ kết luận cái chuyện sơ sài chứ được. Xe của ai đưa lên? Không có đâu, cái này nó mở ra không được mà đứng này làm gì? Rồi lên trên kia.
cách gì thì nó là phải có tuyên án là thôi, chứ bây giờ con tôi phạm cái lỗi gì? Đấy, thân nhân của chúng tôi phạm cái lỗi gì mà bây giờ này bây giờ chết thì cái này xem thành phố Hồ Chí Minh. Người ta chở đâu chở? Mình không phải chở, mình đã nhận đâu. Đấy. 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 Đi được. Nhìn cái xe gì đi chưa? Đấy. Biết nhá. Mai chủ nhật cứ họ cứ nói thẳng đi trong đi đâu? Đi làm nữa. Bây giờ bây giờ nếu nói thì chỉ có tội phản quốc chống đối thì mới mới các anh mới được phép nổi. Và còn mẹ lịch mình nếu như anh đang tôi bây giờ các sai đâu các anh phải trở đấy. chống đối không? Không chống đối. Chống đối. Chỉ chạy thôi, không chống lại bạn này. Xong đó rồi bây giờ
cái lỗi của chúng tôi chỉ là những người tham gia bài bạc chưa phải là cái lỗi mới đi kiếm tiền, bắt đầu đi kiếm tiền. Bây giờ mạng người quan trọng gì? Cháu 25 năm tuổi mới bắt đầu đi kiếm tiền. Mạng người có phải là tiền nhưng mà tiền kiếm ra được cho mọi người lấy lại chắc người 25 năm, số 35 tỷ là cũng gì, tiêu gì tiền. Tiền kiếm lại được cho người thì chết rồi, không lại rồi. Thấy bắn còn nhặt được đạn gì á. Quay xe đi, đi tiền mới đi bộ, cả dân đi bộ nó khiếp, đi bộ gì cả dân đi bộ nó khiếp. Phải đi về đi được to à? Đi được to hay đông? Đi được to hay đông? Cờ bạc 500.000. Được. Mẹ bạc là 200.000. Sới bạc là 200.000. Cụ mẹ. Cờ bạc 500.000 bạn ạ. Vào đâu còn gì nữa. Vào đi cụ mẹ. Công an xã cả sang bên đi. Công an xã rút thật dẹp vào. Tầm này thì công an xã không giải quyết vấn đề gì rồi. An xã làm gì tầm này? Đừng gọi là dẹp an ninh kỹ vị. Cờ bạc to nhất bị Bắc Bộ 500.000. Giờ không biết chờ ai nữa thì chờ người ta mang tiền à? Tôi đi luôn thôi. Đi luôn. Bọn kia đéo răng khoảng ở đây. Tối rồi ôi. Giờ mình cứ đưa đi thôi. Giờ đưa đi thôi. Người đứng đầu tổ chức làm hoàng. Ngóng ngóng mình không biết là từ đây khóc à. Về bao tới? Ôi, con này mình dám nó đi cây được nhỉ? Đi thôi, đi thôi. Chết vì một cái viên đạn thì viên đạn ở đâu ra? Giờ đi luôn. Ô, anh ơi, không thiếu gì người. Đại hồn tí. Đôi tranh cho phòng sự sống đúng lên mạng là ra hòa. Là công an bắn tắt xuống này. Bắn hôm qua nhá. Nhà báo này. Thôn của ra hòa. Ra lộc. Anh em. Đây, nhà báo rồi. Bây giờ là người nhà không nhận xác.
đang chờ không bây giờ các anh bây giờ trước bàn cái anh nhà báo anh đưa xem thẻ để tác nghiệp thế nào ai điều anh ấy hải quân bây giờ không được cứ để cho các anh theo không các anh có thẻ tác nghiệp là sao nếu nhà báo anh này có thẻ tác nghiệp anh được đi cả nước không ai làm gì được anh đấy được rồi bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu bây giờ anh về danh chính ngôn thuận là anh có thẻ nhận về hải có thẻ nhà báo ông Tư Yên đuổi anh đi về anh cũng là công nhân được rồi báo cáo gia đình được rồi không báo cáo các đội trưởng này cho nó vào đây rồi được rồi thưa thưa anh được không bây giờ cô chỉ bây giờ giữa bàn dân nhà tôi báo tôi nhà báo về nhá. Tôi chỉ yêu cầu trung thực kẻ nhà báo chung để làm thế nào là gọi là làm cho bà con ở đây thỏa đáng về vấn đề này. Đây không quay, để con chưa có đường dây đừng quay. Chưa đâu đây đi. Quay xong chuẩn luôn. Năm sao mày thế? Phải có thẻ đâu. Quay ra chứ mày. Quay nhá, quay. Tổng biên tập giới thiệu anh này về thôi. Dạ vâng. Liên hệ công tác, viết tin bài. Vâng. Quý cơ quan. Có giá trị đến ngày 30 tháng 3 năm 2018. Báo anh xem nó là báo rồi. Báo an ninh. Thôi, thôi làm việc anh làm việc của anh nhé. Đây là ok rồi. Trước đây trước đó là cho nó làm việc với chỗ anh Mạnh này chỗ con. Rồi. Cháu là bà con Cường hiện nay bây giờ người ta đang có vấn đề đấy. Thân nhân và gia đình và người của địa phương chết chưa có một lý do nào cả. Vâng là đây là bây giờ lời tôi là đại diện cho bà con ở đây nói rõ như thân nhân của gia đình và công dân của địa phương xã Gia Hòa này chết chưa rõ nguyên nhân nào. Thế là đấy là cái tip đầu tiên là tôi rồi cho nhà báo đi chưa rõ một nguyên nhân nào. Anh làm việc với anh đương nhiên đấy là cháu ông chỉ có bạn báo đi cả báo làm trung thực đứng đây này làm cái gì cũng được, vấn đề giải quyết được cái gì được không? À, bọn ra giờ kéo ra kia mất làm tập đoàn ngay. Ưu tiên cho nhà báo chủ. Nhà báo nó không phải gì thôi đâu, xuống đâu có đâu. Thôi anh báo đừng nạt thế, đâu có đâu đừng nạt. Không thể để nó đến mãi được.
để đây được, để đây. Đi đưa đi luôn. Tối chẳng được đi đâu. Không tổ chức đi. Không đi đâu hết. Nó thì là đúng nhưng mà người ta cũng phải bảo vệ thân người ta. Quân người ta ở đây đầy rồi không ạ? Chết đấy. Mình không ngu đâu mà như người ta mà đánh người ta hết. Đánh cái thằng quan kia, ai đánh người đi. Để cả người bắn là chồng. Thằng nhớ ra tôi bảo bây giờ tôi gọi nhà nước mà tao giết một cái anh ra. Gọi anh ra thì tôi bảo cơ quan nhà nước mà một cái biên bản chẳng có dấu có má gì không khác cái tờ giấy nọ. Thì nó bảo đây giải thích là công an viên, tôi bảo công an rồi. Mình phải ra, yêu cầu mình phải ra. Phải cái người chức trách làm việc. Thế mà tôi đọc cái đoạn đây như vậy là như vậy sau khi khám nghiệm tử thi mà hoàn chỉnh mới bàn giao. Mới bàn giao rồi. Thế đây đã làm xong đâu mà bàn giao. Thì đi. Đi. Bắn ai không bắn không mà về đây vứt. Đây là mình nói thôi, còn thực tế bây giờ người ta đang lẩn tránh vấn đề này thì ai là người như vậy quyết đâu, gia đình đâu rồi. Tôi vừa bảo tất cả công bộ thôi, ai đâu người ta giết qua mình ở đâu, mình đưa nó đi về đây, nó sao mà đi đâu, đi ra ngoài đi nào, nếu bây giờ yêu cầu người ta xa cả dân mình kéo ra xa, dân nó đi ăn giờ tạm thời người xa cả dân mình kéo ra. Tôi vừa bảo công không cẩn thận là hỏng hết mắm muối, không nói ra mình nhà người nhà mình không phải đi đâu đâu. Giờ nó gọi cho mình ra đây nào. Tôi bảo tất cả công phải nhạy cảm lên, công an công chức nhạy cảm lên mới giải quyết được vấn đề, còn không quá là hỏng hết mắm muối. Thì bây giờ đã có thằng nhà báo đây rồi, mình theo này không ra xã, đừng có điên ra xã. Ông gửi bảo tất cả tôi nhạy cảm lên, bồi thường cho gia đình 2 tỷ đã thôi, tất cả xong hết. Và đây xong với bia gia đình lập biên bản không lấy hai tỷ nhau gì nữa là xong đi. Nhà lấy người lên, người nhà lấy hai tỷ đâu. Đang cho cả đi công tác hay không được quyền không? Riêng anh ơi, biết là nhà mình không nên ra xã là rất. Còn nếu người ta làm việc đi vào trong nhà mình làm việc, không ai động cái công đấy. Chúng tôi không ngu đâu này, chúng tôi làm gì rất. Mình sai đâu. Đây là tôi nói một cái cơ quan nhà nước mà mỗi cái biên bản chẳng giấu má đéo gì như một cái tờ giấy bỏ. Vậy ông Trần đi rồi, ông đi đi. 2 tỷ mua rau à? Đi đi, đành tối bố rồi mất đi. Người ta không thỏa đáng với cái biên bản này. Đúng rồi. Đi đi. Mà đi bắn chết người thì bây giờ người đưa xác người về đây là thế nào được? Mà không cứ bắn người, bắn dân chỗ nào mà về đây. Phải có lý do nào? Bây giờ tin tự nhiên người chúng tôi bị chết vì viên đạn của nhà nước như thế này thì thế nào được?
có đi bắn chim chưa, còn có theo đấy. Bây giờ công dân của đất nước Việt Nam bây giờ sống nhiệt mình đi chiến đắng của Việt Nam bắt chết là thế nào? Ừ, là nước nhà các anh vậy gọi học rồi. Đúng là đen rồi, ra mẹ chơi cái đình thước. Thôi xong rồi, xong chưa? Đây rồi, con tay đưa xe mới này. Mất xe kia đã. Ông mất xe rồi. Ông đâu sang trong này. Mười mấy năm rồi, 18 năm rồi, bây giờ đẻ ra đứa con, bây giờ đã giúp, bây giờ đất nước mà có ngoại xâm các anh gọi chú ăn ra chống giặc thế nào? Đưa thằng út nó vào đâu, mình ngoái đây. Không thể được. Đưa vậy. Gì không cần phải đánh công nông, cho xe tăng đây rồi. Xe tăng cái ô tô này đi đâu được, cứ đi lấy là cứ lấy xe cứ cho xe tăng kéo đi. Hả? Không cho xuống để kéo xe tăng lên không thôi. Đấy em cứ thôi mẹ xe tăng kéo lại xe tăng lên đi. Cứ kéo thẳng xe tăng sẽ không lên đấy, kéo xuống đi sau. Xong rồi dân tình mình cầm cò đi, xong rồi biểu tình. Ra đi từ đây xuống đấy còn kín. Đúng rồi. Cứ cho ta đem rồi. Tất cả đổi xe anh em ơi. Bởi vì đã ra thì mình cho mình chắc nhận đâu. Quay cái đỉnh máy. Một trao phải quay chứ. Bao nhiêu người này? Ui mình buồn. Mấy chú cho bịt túi này, đây cho bịt tí thôi. Đây nó sạc đi. Nó sạc mà. Đánh 2-3 tỷ. Mà lúc em ra muộn đã bị rồi mà nghiêm không có đấy rồi mà không biết trong thời gian đấy mà công an đưa nạn nhân đi đâu mà trong thời gian đấy mà báo gọi điện về báo là đưa đến đa khoa tỉnh mà đa khoa tỉnh em vào em tìm không có thời điểm nha, 4 giờ thời điểm 2-3 tiếng không thấy. Kinh khoảng mấy giờ thì thấy anh tầm 3:30 đấy, 3:30 anh Nghiêm mới có mặt ở bệnh viện. Vâng, tầm đấy tầm 3:30 đấy. Là đang gặp ở trong bệnh viện.
bệnh viện Đa Khoa hay là Đa Khoa này một phát làm nhanh phát nó đưa đi luôn, cũng như nó vào nó chụp qua phát là ra nó kết luận phát nó đưa đi luôn. Trong cái thời gian mà ở trên Đa Khoa tỉnh và lên Hà Nội thì công an có mặt ở đấy? Có, công an đi sau. Có công an ở đấy ạ? Và cái lúc mà em trai anh mất và chuyển về đây thì công an có ngồi cùng xe này? Có. Có một công an. Thế bọn em không chuyển về đây, công an đi về luôn? Không rõ gì đấy. Có, còn đây công an. Có công an. Hiện nay đôi nó mặc đồng phục dân sự nữa. Thế thì khi mất xong thì thằng công an ngồi đây đâu? Trên đó có một thằng đấy là các nghiệp pháp luật tức là mỏ. Kia thằng vừa quay mấy thằng mấy xám ấy. Và lúc về đây là khoảng mấy giờ nhỉ? Bây giờ trong 16 giờ. Tốt nhất là anh là bạn này được quay vào cái thi thể. 16 giờ. 16 giờ 20. Rồi, vừa cái đi xác đi đâu nữa. Mấy chiếc? 16 giờ 20. Bên lên bệnh viện. Hơn 4 giờ rồi. Đấy, hơn 4 giờ thì 16 giờ 20. Đấy thì lúc gọi 16 giờ 20. Nhưng mà lúc nên mình lên bệnh viện này còn sống hay không? Chưa. Trong khoảng thời gian đấy đưa đi đâu? Không được cả 4 giờ đưa đâu? Gia đình là muốn lý do là vì sao mà chưa chờ ở nhà đấy, vì sao mà này nó bị như thế mà rồi nó chết từ nước rồi gì bây giờ ông cứ đưa về sau này bố nó bị ngã nó chết hay thế nào thì ai biết được, phải có bốn lý do. Vâng, nếu như có bốn lý do thì phải có trách nhiệm. Đúng rồi. Thế công an bắn những người xong giờ về đấy, công an không có thì thế đưa về mỗi lái xe với một ông đi về đấy thế là thôi. Khi chụp CT thì gây bức xúc cho dân. Có một cái đường sáng ở một trong một sọ, nhưng mà từ sọ cái lên mà giữa đây thì cách hai mang tai là 13 phân. Vâng, đi sâu vào trong. Máu CT ra là xuyên não, xuyên qua hai bộ hộp não luôn. Dạ. Thế là nghe lúc giờ máu ra xuyên qua hộp não thì bằng sát lớp da này luôn. Lớp da ngoài. Viên đạn à? Viên đạn đúng không? Viên đạn gần ra đến ngoài. Gần ra ngoài xuyên qua hai hộp não luôn. Đạn cao su nó đạn trí đấy. Đạn trí. Xong rồi đã đi vào nhà cầm đông đây. Đi vào đại gì? Hả? Đi vào đó mấy ông có bộ băng ghi âm thế nào? Hết ra ngoài này mà vỗ lại cái dòng. Mà lôi đi. Mấy thằng thanh niên vào nôi mẹ chống đây. Đây là chống đây gì á? Chết không? Không phải vào đấy. Đi. Đâu hỏi xem chống tập của làng đâu đấy. Chống năm nay nó không cho cầm đi đâu. Vậy chống của làng mình chống tập thiếu nhi của làng ấy. Ai cầm chìa khóa? Đấy, gõ qua là tình hình. Ở đây ngược đây mang hết đây của xã chứ mang hết đây này. Đây trong đó có cái con ấy. Chống của tòa. 729 người hả? Sắp đến 7000 rồi, sắp gần 1000 rồi. Không về đâu, chạy rồi chạy. Không đâu bắn chết cái thằng này. Chú kia. Kia. Gì đây? Mày. Nhắm đâu, như thế đâu, nỗi trực tiếp như thế.
Gia đình về sau. Kéo mẹ không đi đây. Quyết. Thế rồi. Kéo được. Trong họ ở trong ông cũng quyết là sao dân. Mình thì trong họ nào rồi nói quá bây giờ. Bây giờ mẹ nó lôi người sống ra đâu gì người chết. Không cần phải ô tô, không cần phải kéo xác đi, mình đã nhận xác đâu. Còn gì nữa? Chỉ cần kéo xe tang đi, kiện xong đi đi cho nó xong. Để bao nhiêu để mình đã nhận đâu? Mình muốn làm cho nó sớm. Nên làm gấp băng rôn. Ông tập ông rót chén rượu làm gì? Như là người trên đường trên chợ giáo đâu. Cái đó mà nó phải có người ra ngoài nó giấy gốc, giấy ô tô cái giấu gì ra. Nhưng mà cái giấy ở huyện về là này là có người chịu trách nhiệm đi đây. Đây là đây quay không nghe nói về không. Xin chào và sau đây về ông có cho đấy thì. Đây là chùm trái cạnh nhá. Ổn thỏa mình quay về cũng được. Nó sao không có ví? Đi đó, đây, chả đi sao? Đi lên thôi. Cầm kèm cầm thống ra đây Vũ. Bỏ đi đi. Bây giờ có bộ đội giải quyết biết thế nào? Quá trống rồi. Đâu, quay. Quá đây, quá. Quá. Lấy xe đạp. Cái gì kiêng nữa? Mình có xe không ngon. Đấy, tôi ta chịu. Ai có cháu quay gì à? Cháu chứ có cháu. Tôi gõ ba cái. Tôi gõ ba cái. Xem cái thằng cháy xem cái gì đấy. Ông mới bẻ điện rồi. Đây xe này được. Không về, hôm nay em giữ nhà.
Dạ em, đợi, cầm này. Đấy, đi tìm cái gì mà tìm cái bìa ghi vào đây này. Bây giờ cứ đi là dân làng đi theo. Không cần báo. Đây, qua trống rồi, qua chưa lên. Qua xe đi. Xe luôn. Thằng này kéo xe tao. Xe không đưa cái rừng này. Bà không xuống xuống. Lên luôn. Bây giờ người nhà kéo lên huyện. Quay đi đằng trước quay. Quay đi đằng trước quay.